បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកបណ្ឌិតសុកទូចបើចោះចាប់អញ្ចឹងបើចោះត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹង
cắt bần thoi kêu nạ chả ra cho bàn chán cô ta thơ mà hai bật sân trên nơi ta cắt lang nó đai nó tế mà mình bạch tê mà chẳng màn tha rừng ra kêu nạ chả ra cho dân khơi nháy bà nơi ta cắt lang và slap chỉ riêng rõ tháng ngày à con bình mật sâu vật chọp nơi ạ tập bọt khlây tăng bình đi kẻ sạp chỉ tì mê trấy bà xông xoa cùng một càng chân nọ bảo kê ếch áp bí xa nhu tình hãy bà xông lực nơi ạ tập bọt đọ sẵn khlây khlây chung đơn bí một cái bếp chuồng đọ bây bật nạ sạp ta ạ tập bọt tìm mùi u áo dạ sâu nà bò rõ nê pál khó tư kru xa chân buồn màu chăm krom xông kru mục chuối tài kê mên sẵn khấm có xông ra chất vơ bạc nì ta bình mất bàn tu sân nà khăn ông rục thọt hãy khuyên thà bong pro nư pal mà nẹ thật nư khăn ông hạt ca đò rừng thuật cả rừng nây chạy casino nơi ai bòi bạch ảnh nọc hay bong pro bàn ông cư nhờ lời chân chàng bàn khó tư prap bà prapun côn thà bà sân lãnh côn bà côn thơ chìa bà nụ lọ ấy chất đám hay có xâm ra chất bà lột bì lờ kia nô bà cô ở sâu nà bà thị tiết dương mà tạm đàn lùm ạch bằng thám ảnh tập bọt tí bí nè con trố chọn ai lục sơ văn địch thí nâng ảnh tay tạp phẹt đi dí vâng mục đội đàm vinh khả nạn nền niếng mê sổ chết tá bàn chlòi thọ tha bà chlòi bẹp nà tử bà bây mệt bàn đăng hái rừng rào rồi viên nè xa bà rà mình là bây chú mô cư lục sơ văn địch thí nâng nền niếng sổ chết tá khuyên thà nơi tài ca mạc cô bà mân toàn tăng giang ná đôi xa tài côn côn bà chết tí sật lánh hay nạ còn trô mùa chùm luôn có bà chọn khơi nhà trời rời khí nè. Mình chân bình mật dơ mà tạm đà lùm ít nơi ảnh tập bạch tầng bình nơi đôi tỏ tới. Cú áo dạ sâu nạ bỏ ra nếp bá bàn khó tới cửa xa chương buồn máu. Chăm cọng sông cửa một chùi tại khu mình tầng khấm có xông ra chất phương bạc nì. Bỏ ra chung chết nếp bá mùa thạp hẳn đi ở dụ xa dục chân ám bàn sạp bạch bòng chì vết bánh tỏ bì lột chánh bì bình tốt bà kia chọn tì đọc bí. Đôi kết thả ách rùi chì vết, khả nạ đà kì phí bàn chè rượt đá làng đòi bằng tục luôn. Đôi kì mình từng khâm thả nẹ một chùi sẵn cụ tòn bê về lìa. Ông hẹt cá chè ạ kia casino nơi bòi bài. Sẽ mà chắc cụ xa rồi bỏ cốt luôn. Rùm tèm bông bó nì rạ phát đi. Bàn xoan tình nìa tạm vị tàu chì mùi nè nì rạ ca ở dạ bê chừng buồn máu. Bàn tòa bì cốt chọp nè khăn ông ạ kia nô. Bàn tàm ca bàn chè bì bông bó nì rạ. Hạ đồng bồn lối lục nì đà cá bàn bộ tế thái. Cá bịt ngay tì bàm bì khai vệ chà ca. Cá riêp áp bê bì bê bồn bà bơ chú mù thá nì rà chánh. Hai có chôn một lệ Campuchia. Đại bà phục lá thá gọt một thừa ca. Ông bà đọt đá bàn bạp nẹ xa bò rà mê nì bà thá. Luôn gọt bà bốn đằng mặt đài. Bàn nòm khí nế tàu phụ tế ở rô bọt nì rà cá tàng dục. Đám bây chụp chôn bà bốn. Nâng côn rô bọt nì rà cá. Bàn tò bị đằng th công phong ta chọp nơi khăn ông ạc kia công phong ta chê. Bên tốt bị đăng thá ni ra ca công phong chọp khăn ông ạc kia công phong chạy nô. Lúc bạn bằng hợp ở đăng thá xa mạc chắc cọng cụ xá bán chú chê chì môi nâng lúc ni ra ca chì hồ hái đau luôn lôn lúc chì nịch thà. Lúc nâng trâu bàn sân cụ công bà rõm chân. Nhưng bàn nịch dì chì môi quát tăng bị bẹ còn đà ả tít rồi hốt đòn mong bún nâng mập hiệp ra môi nịch tì bật. Nhưng bàn xong ở quát tục sang đôi đã khảo áo nơi kháng cọng thúy. Cọng sông cụ nâng một chùi quát chạp chạp. Bố vệ chi mà chạy mặt đôi tì chì cho. Bọn tái cô ở sọc đại bằng phót. Vì mặt bàn cạt làng tì. Lúc này ra cá bàn bằng hành tình đập hiếp tròn tì đọc bí. Từ nâng đấy. Nay ở kia casino. Hay ai mơ khơn cọng sông đất sốc. Nâng mà nô chô giang bồng bít. Tại lúc thà rợt dân bồn đột ở kinh phí. Mình ai bánh tắc làng đó tròn tì bày phong. Bộ phố bàn mà tỏ tháp ôn bảo rộ bỏ quát. Mình trời kê chui xuống cổ bàn. Tôi chê ông cười chấm nàng buồn mong cổ đáy. Chấp tăng bị phần lương cháy chập đồng. Đi ra cá đồng bông xuống khâm thá. Lương nâng ai trục rộng bán chạp chạp. Tại vầy vầy tôi sợ lá. Ní ra cá bàn mà thèm thá. Cót bàn phía dìm ở bì xa mặt tập hiếp. Đồng bây tục tổ xanh mình ở chốt nông bình túc. Hai rung chăm ca xuống cổ. Ta cười mốt cót bàn bỏ bọn chọc đầy xuống khâm vinh. Đời mơ khuyên thá, mình ảo cá kê một chùi sẵn cụ hãy chạp đám như dưới đọc đầy ở sẵn khâm chùi mùi cụ xa. Cốt bàn thơ bị tựa ô clip xong ảo nhóm rào lành cụ xa cốt, nâng dục chật tục đá trong phục cụ xa cốt. Nhóm cọp bàn phía bị tựa ô clip bị một cột cá rồi bọc ôn bạc bứ. Biết đai cụ xa tăng mũ nơi chùi mùi khí, đâm bày lực thật chật cốt ở mình đầy sẵn khâm. Phần tái clip bị tựa ô tăng mũ mình bàn khờ nhu tê. Protein bằng phát quạt bàn lột cho vì tròn tì đọc phí. Đáng bây kịch bì ảnh đạt lương. Bước bằng đám rộp bỏ lúc nì ra cá nơi vị nề tì trong cái rối.
នៅតែវល់វល់ក្នុងគ្រួសាររបស់បងប្រុសដោយរំលឹកថាត្រូវមើលថែម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យបានល្អនិងមើលកូនប្រុសតូចរបស់គាត់ផងកូនចម្លាញ់ប៉ាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ប៉ាស្រឡាញ់កូនជានិច្ចកូនត្រូវធ្វើជាមនុស្សល្អមិនត្រូវបោកប្រាស់អ្នកដទៃនោះទេនេះជាខ្លឹមសារក្នុងផ្នែកមួយនៃវីដេអូនោះសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយប្រើប្រាស់រយៈពេល 9 នាក់រងរបួសចំនួន59នាក់ក្នុងនោះទាំងអ្នករងរបួសនិងអ្នកស្លាប់មិនមានជនជាតិខ្មែរនោះឡើយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះអគ្គិភ័យនេះខាងកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់កម្លាំង 1900 ដុល្លារនិងខាងថៃចំនួន 216 នាក់សាកសពអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមានជនជាតិថៃចំនួន 17នាក់នេប៉ាល់ម្នាក់ម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ជនជាតិចិនម្នាក់និងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ 6នាក់មិនបានជាខ្មែរនោះទេ ចំនួនគ្រោះនៅមានជីវិតខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនក្នុងគ្រោះនៅប្រទេសថៃនិងអ្នកខ្លះទៀតបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍អគារកាស៊ីណូខាងលើមានបុគ្គលិកបម្រើការប្រុសស្រីប្រហែល400នាក់ប៉ុន្តែការខូចខាតយ៉ាងណានោះមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបានឡើយអគារភីបានកើតឡើងតាំងពីវេលាម៉ោង 11:30 ដល់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2007ណាមូលហេតុត្រូវបានគេរាយការណ៍ចំហៀនដំបូងថា ឆ្លងចរន្តអគិសនីហើយក៏រៀលដាលដល់ធុងហ្គាសតែម្ដងទីតាំងដែលឆេះនេះមានពីអគារដោយក្នុងនោះឆេះចាប់ផ្ដើមដំបូងចេញពីអគារកូដៃមិនរៀលដាលទៅកាន់អគារប៉ោយប៉ែតឌីសតប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងករណីគ្រោះអគិភ័យបានឆាប់ឆេះអគារកាស៊ីណូបាននៅឯប៉ោយប៉ែតឯណោះអ្វីដែលគួរឲ្យអាណិតខ្លោចចិត្តគឺបងប្រុសនីរាកា ជនជាតិនេប៉ាល់ម្នាក់ដោយចាំគេសង្គ្រោះបាទយូរម៉ោងដែរហើយហេតុអីបានជាជួយអត់បានណាបាទគាត់ទ្រាំអស់លទ្ធភាពទៅហើយហើយមិនក៏មិនរកពូករកអីទុនមកទ្រាប់បាទដើម្បីឲ្យគាត់លោតណាពូឲ្យអាសូមែនតើបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះយើងមិនតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឃើញលោកសុវណ្ណរិទ្ធីនិងអតីតភរិយា វិញមុខដូចដើមវិញគណៈអនាងមេសុចិត្តាបានឆ្លើយតបវិញថាទោះបីជាលោកសុវណ្ណរិទ្ធីនិងអ្នកនាងមេសុចិត្តាធ្លាប់ជាគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមកន្លងមកឡើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៀតហើយក៏ពិតមែនតែពួកគេទាំងពីរនាក់នៅតែដើរតួជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អរបស់កូនៗដដែលជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូឆ្នាំ2007កន្លងទៅនេះអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះបានទិញកាដូសម្រាប់កូនៗរបស់លោកតែលោកមិនបានទៅផ្ទាល់នោះទេបានបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតកូនៗរបស់ខ្លួនដោយលោកបានរៀបរាប់ថា Happy Merry Christmas ម្ចាស់ជីវិតទាំងទ្វេប៉ាប៉ាឈឺទើបមិនអាចយកកាដូទៅឲ្យកូននោះផ្ទាល់បានតែប៉ាបានរៀបចំកាដូឲ្យពូឈុនយកទៅឲ្យកូនៗរួចហើយប៉ាសន្តោស បន្ថែមលើនេះនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2007លោកសុវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ហោះរូបថតវីដេអូខលជាមួយនឹងកូនកូនហើយបានពោលពាក្យថាបេះដូងទាំងពីរខលមកលើកទឹកចិត្តប៉ាប៉ាព្រោះឃើញប៉ាប៉ាឈឺហើយនៅប្រឹងទៅផ្សាយដំណឹងជូនដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានទស្សនាដល់ប៉ោយប៉ែតទៀតក្រោយពីអតីតស្វាមីបង្ហោះសារបែបនេះប្រហែលជាមួយម៉ោង អ្នកនាងមេសុចិតាបានបង្ហោះរូបថតដូចគ្នាហើយក៏ពោលពាក្យថាទោះបីជាបានឡាយលាក់គ្នាយូរឆ្នាំតែក៏មិនត្រូវធ្វើជាមនុស្សអាត្មានិយមដែរទោះយ៉ាងណាក៏ជាកូនរបស់គេដែរដើម្បីក្តីសុខកូនកូនមិនគួរធ្វើមនុស្សអាត្មានិយមឡើយចាញ់នឹងឈ្នះបានអីមកវិញបានតែបំផ្លាញទឹកចិត្តកូនចឹងទោះបីជាស្អប់ប៉ុណ្ណាដើម្បីកូនត្រូវតែធ្វើជាម្ដាយល្អឲ្យកូនបានមើលមិនមែនធ្វើមនុស្សអាក្រក់ឲ្យកូនមើលនោះឡើយ ត្រូវផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនកូនកុំឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅណាមួយពេលពួកគាត់ចូលរៀនក៏មិនចង់ឲ្យមានគេនិយាយថាជាក្មេងកំព្រាចិត្តជាម្ដាយអ្វីដែលចង់បានឃើញគឺកូនកូនមានក្តីសុខនិងមានស្នាមញញឹមក្រោយពីឃើញការលះបង់របស់អ្នកទាំងពីរដើម្បីកូនកូននោះ
អ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបានចូលខមមិនថាត្រូវគ្នាវិញទៅបងពេលខ្លះចង់ឈ្នះពេលឈ្នះហើយក៏ស្ដាយបើមិនតាន់ហួសពេលចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងដូចដាក់ត្រូវគ្នាវិញទៅបងពូស៊ីអែនប្រាដឺពួកគាត់នឹងមានក្តីសុខស្រឡាញ់ប្អូនទាំងពីរណាស់ចង់ឲ្យប្អូនទាំងពីរត្រូវដូចគ្នាវិញចេកការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនាងមេសុចិតាបានឆ្លើយស្រដៀងស្រដៀងគ្នាថាទុកឲ្យពេលវេលាសម្រាប់ទៅ
ចង់ឲ្យលោកសុវណ្ណធីហើយនិងអតីតភរិយាត្រូវរើគ្នាវិញបាទដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនកូនណាអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទរបស់ខ្លីទាំងពីរនេះ